Công Phượng dạy người bạn ngoại quốc bắn tim đầy tình tứ. Cứ vui vẻ đi rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Công Phượng cho thấy anh đang có tinh thần rất thoải mái trước vòng 8 V-League 2020. Mới đây, trên trang cá nhân, hậu vệ Pepper Diakite của thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải đoạn video khá hài hước. Trong đó, Công Phượng đang dạy người bạn ngoại quốc của mình cách bắn tim vô cùng dễ thương. Anh chàng giải thích ý nghĩa của hành động này, rồi cùng Diakite thực hiện. Công Phượng còn dựa vào vai đồng đội vô cùng tình cảm. Diakite chia sẻ đoạn video với dòng trạng thái: cuộc sống tươi đẹp, đừng căng thẳng, cứ vui đi rồi mọi thứ sẽ tốt thôi. Diakite và Công Phượng là những người bạn thân thiết tại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Một người là hậu vệ, người kia chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng họ lại vô cùng ăn ý bên ngoài sân cỏ. Những hình ảnh vui vẻ của cả hai cho thấy Công Phượng cũng như đồng đội đang có tinh thần rất tốt. Đây là một điều vô cùng quan trọng giúp thành phố Hồ Chí Minh có những kết quả tốt và bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2020. Sau những gì đã thể hiện, Diakite cho thấy anh là một trong những ngoại binh chất lượng nhất V-League 2020. Với chiều cao lên đến 1m94, cầu thủ có nhiều lợi thế trong những pha bóng bổng. Bên cạnh đó, anh còn vô cùng nhanh nhẹn trong việc cản phá những tình huống đi bóng của đối thủ. Trong khi đó, Công Phượng cũng đang chơi tốt tại V-League với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Ở vòng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Bình Dương trên sân nhà vào ngày 6 tháng 7.